Oh, yeah. Photoshop is open. Photoshoot's ready. Oh, sorry, go. Yeah, my... yeah. Okay, một, hai, ba. Nắm nữa đi, nắm nữa đi. Nắm nữa. Chụp hai ba cái, chụp cái nào. Một, hai, ba. Rồi, thank you, con. Giờ một bãi chứ. Năm. Đây là văn phòng Apollo Care Service. Hôm nay tại văn phòng Apollo Care Service của chị Lau Rũ. Đây là văn phòng Apollo Care Service. Kính thưa các bác, các chú và các anh chị. Đây là Apollo Care, đây là toàn bộ những nhân viên, những người trong văn phòng đều góp phần vào những công việc giúp đỡ cho các bác, các chú. Đây là một bữa tiệc. Apollo Care muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác, các chú đã ủng hộ Apollo Care trong thời gian qua. Mình sẽ hết sức làm việc rất là tốt để phục vụ các bác, các chú. Xin chúc mừng năm mới. Xin những giới thiệu của nhân viên một. Đây là hai anh chàng trai trẻ. He's still single. Cho nên các bác, các chú nào chưa có vợ thì là các cháu gái nào là xin she's got someone for you. Đây là hai anh giám đốc. Dạ em thì chỉ cắm xuống thôi. Đây là cô Crystal Mỹ Anh. Rất xinh, nói giỏi, nói được nhiều cái tiếng lắm, tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng Việt, tiếng gì cứ tiếng lắm. Đây là cô Anna, là chuyên về những cái shift. Nếu mà các bác, các cô chú nào muốn đổi giờ gì thì sẽ liên lạc với Anna. Còn đây là cô Hiếu, rất là dễ thương, chuyên môn lo về những mua đồ cho tất cả mọi người. Simon là cũng là một nhân viên trong đây. Những cái group, những cái gì là Simon đều đi giúp hết. Nhan cũng là một nhân viên và đây là nhạc trưởng của tụi cháu. Và còn có một cô kia đằng sau nữa là bếp trưởng, rất là ăn đây rất là ngon, là Bích Châu, cũng mọi người chắc là nhiều người rất là biết. Dạ, và Mimi, last one, người cuối cùng là người rất là giỏi và dễ thương nhất. Vậy thôi, xin hôm nay xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới, và xin mọi người chơi vui vẻ. Chị ai đó nhắn số, nhắn số không? Nhắn quạt con quan trọng, nhắn số không? Nhắn số thôi. Thầy thơ mời các bác, các chú dự tiệc. Dạ. Apollo, có một ngày vui học mặt và sau cái phần ăn uống là phần trình diễn văn nghệ của ca đoàn Apollo. Yeah.
Người chúng trò chơi bingo. Con mấy gì đây là con số mấy? Con đầu tiên con 31. 31. 48, 48. 48 là 48. Thì đây là con 75. 75 là 75. À. Nhà nhà chúng. 65. Con 65. 65 là 65. Nhưng mà đầu năm hái lộc là chúc các bác không biết có ai thành triệu phú không thì không biết. Rồi lên. Bà đó cô xin đấy. Thôi cô xin hả? Em mày ok, đây có nè. Hay quá. Nhìn chú nó thích quá đó. Dạ. Dạ cô. Chập chà. Chập 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 hai hai hai. Ok, 1 2 3. Hay. Về tới phần hái lộc đầu năm. Hái lộc đầu năm tại công ty Apollo Care. Trong đây là có loto. Con này sao chị lo? Cái đơn số cạo luôn. Thể chút hai cái luôn nữa. Okay. Life.